tính trên toàn cầu, phương tiện vận tải sử dụng 1/4 các nhiên liệu và chiếm 1/5 tổng lượng phát thải khí CO2 liên quan đến năng lượng. Nhà trường cũng mong muốn là các bạn sinh viên của mình cũng như đội xe sẽ nghiên cứu tìm ra những cái giải pháp để có thể tận dụng được cái nguồn năng lượng điện để tránh gây ô nhiễm môi trường và có thể mang lại cái hiệu suất cao hơn cho cái việc di chuyển của các loại phương tiện trong tương lai. Ý tưởng từ việc chọn nhiên liệu E100 để tham gia cuộc thi trong cái việc hỗ trợ cho quá trình cháy, từ đó sẽ dẫn đến cái sản phẩm của quá trình cháy là sạch hơn. Ngoài ra thì cái nhiên liệu cồn này thì còn có thể được sản xuất từ các cái chế phẩm sinh học hay là những cái sản phẩm nông nghiệp, và đây là những cái thế mạnh của Việt Nam có thể phát huy. Thêm vào đó thì chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái chính sách để bước đầu là mình sẽ thay thế dần cái nhiên liệu xăng truyền thống bằng nhiên liệu ethanol. Dịch chuyển đến tương lai giảm phát thải khí CO2 nó cũng sẽ không kết thúc trong một sớm một chiều. Ở mỗi quốc gia, mỗi thị trường, cái tốc độ dịch chuyển nó sẽ khác nhau. Hiện tại chúng ta cũng đang cần rất nhiều loại năng lượng khác nhau, nhiên liệu khác nhau và sử dụng chúng một cách hiệu quả.